Kính thưa thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Hồng Phấn, lớp IAK33. Em xin trình bày về chủ đề chế độ ăn ketogenic và khả năng tiêu diệt bệnh. Chế độ ăn ketogenic là gì? Chế độ ăn ketogenic thường được gọi tắt là keto. Đây là chế độ nổi lên từ những năm 1920 đến năm 1930, được sáng tạo và nghiên cứu bởi tiến sĩ Russell Winder vào những năm 1920. Chế độ ăn này thường được dùng như một liệu pháp để làm giảm những cơn co giật trong chứng động kinh kháng thuốc. Chế độ ăn ketogenic là chế độ ăn hàm lượng chất béo cao, đủ protein, carbohydrate lại được cắt giảm tới mức tối thiểu để cơ thể lấy mỡ đốt làm năng lượng hàng ngày. Khi đó, dù bạn không tập luyện, chỉ hít thở, suy nghĩ và ngủ thì cũng giúp đốt mỡ. Cơ chế hoạt động của ketogenic, việc cắt giảm carbohydrate sẽ khiến cơ thể chuyển sang một trạng thái được gọi là ketosis, nghĩa là cơ thể sẽ đốt cháy chất béo thay vì chuyển hóa gluco để đáp ứng với nhu cầu năng lượng, ổn định cho não bộ, giúp giảm những kích thích quá mức trên hệ thần kinh, nhờ đó ngăn chặn được những cơn co giật, dao động kinh tái phát. Lợi ích của ketogenic với bệnh động kinh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy chế độ ăn ketogenic có thể mang lại hiệu quả tích cực cho những người bệnh động kinh, cụ thể như sau: 50% người bệnh giảm 1/2 số cơn co giật, 20-30% là giảm tới 90% cơn co giật, 25% người bệnh giảm mức độ cơn co giật, đa phần đều giảm được liều lượng tay và hạn chế được tác dụng phụ do phải dùng thuốc lâu dài. Hiện nay có 4 kiểu ăn theo chế độ keto được nhiều người lựa chọn nhất, bao gồm: đầu tiên là chế độ ăn kiêng keto tiêu chuẩn. Đây là chế độ ăn rất ít carbohydrate, lượng đạm vừa phải và giàu chất béo. Bữa ăn thường bao gồm 75% chất béo, 20% protein và chỉ có 5% carbohydrate. Thứ hai là chế độ ăn keto theo chu kỳ. Chế độ này bao gồm các giai đoạn nạp lại lượng carbohydrate cao hơn ngày thường. Ví dụ 5 ngày ăn keto, sau đó là 2 ngày ăn nhiều carbohydrate. Thứ ba là chế độ ăn keto có định hướng. Chế độ này cho phép bạn bổ sung thêm carbohydrate kết hợp với các bài luyện tập hàng ngày. Và cuối cùng là chế độ ăn keto nhiều đạm. Chế độ này tương tự như chế độ ăn keto tiêu chuẩn, nhưng với lượng đạm nạp vào cơ thể nhiều hơn, tỷ lệ thường là 60% chất béo, 35% protein và 5% là carbohydrate. Ngoài những lợi ích kể trên thì bữa ăn keto cũng có những khó khăn cũng như tác dụng phụ như sau. Ở giai đoạn một số người khi vừa mới bắt đầu chế độ ăn keto này đều cảm thấy như đang bị bệnh, mệt mỏi, chán ăn vì chưa quen với chế độ nghiêm ngặt. Đôi khi họ thậm chí có thể nôn mửa, đau dạ dày, mệt mỏi và người lờ đờ. Các dấu hiệu triệu chứng này được diễn ra trong vài ngày và người ta thường gọi là cúm keto. Nhiều người thường sẽ không kiên trì được lâu, nhất là với trẻ em. Rất khó để kiêng hoàn toàn thức ăn ưa thích. Không phải ai cũng phù hợp với chế độ này vì hầu như thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống hàng ngày, gây ra nhiều tác dụng phụ nếu như không được kiểm soát nghiêm ngặt và chặt chẽ. Các tác dụng phụ thường gặp như thiếu vitamin, giảm sức đề kháng, giảm mật độ xương. Khi cắt giảm rau, trái cây và tinh bột ra khỏi chế độ ăn uống, cơ thể bạn sẽ thiếu vitamin trầm trọng. Trong khi đó, vitamin và khoáng chất đóng vai trò hết sức quan trọng. Do vậy, bạn không nên keto trường kỳ mà chỉ nên keto khoảng 28 ngày, rồi nạp dần từng chút một các thành phần khác, sau đó chuyển sang insulin, bổ sung đầy đủ các vitamin khoáng chất, đặc biệt là canxi, vitamin C, D3 để ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra, ăn keto có khả năng gây rối loạn tiêu hóa. Cơ thể bạn sẽ thay đổi cơ chế chuyển hóa khi ăn theo chế độ keto. Khi đã vào ketosis, bạn cần giữ trong thời kỳ nhất định khoảng 1-2 tuần hoặc 30 ngày. Bạn không nên chỉ ăn keto vài ngày rồi nạp carbohydrate thoải mái sau đó quay về keto. Cách ăn này sẽ khiến bạn bị rối loạn tiêu hóa trầm trọng, có thể gây nôn ói, táo bón, tiêu chảy, mất nước và các bệnh như đau dạ dày, tá tràng, sỏi thận, sỏi mật và viêm tụy. Phần trình bày của em xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.